Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu bản thân mình được không nhỉ? Xin chào bạn, mình tên là Thảo. Thấy bạn đang mặc bộ trang phục khá là đặc biệt, bạn có thể giới thiệu nó cho mọi người cùng biết được không? Hiện tại thì mình đang mặc trang phục của một nhân vật trong game Genshin Impact, fan hay gọi thân thương là Chi Đê ạ. Vậy thì dạo này bạn có mê cái một cái trend nhảy TikTok hay gì không? Dạo này thì có một trend nhảy mình khá là thích, là Si Tình của Hoàng Thúy Linh. Em đang tập bài Mình cũng rất là thích bài đấy. Vậy bạn có thể cùng mình thực hiện lại cái vũ đạo đấy được không nhỉ? Ok, nếu bạn muốn. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang 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 tình. Sao trắng sáng hơn đôi má của em, thật đẹp đến trắng đen tung phải nở gió mây. Vậy thì có sao anh đây lại nỡ buông tay? Vì thì anh không muốn anh nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buồn. Nhưng không biết như thế gì, cứ lại tự cùng lòng dối thôi. Đây không muốn lá rời cạnh khi đã vẫn còn say. Yêu đương khó quá nên chạy về khóc với anh. Một người luôn yêu em nhất, chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn từ đâu. Mong ba sóng gió phủ đầu, anh vẫn đứng đằng sau. Tình yêu có duyên thì tự tình đến với nhau. Dù sao anh cũng vui lòng làm người anh trai đến suốt đời này. Chạy về khóc với anh. Một người luôn yêu em nhất, chắc chắn sẽ không bỏ đi khiến em phải buồn.
lá bên đời. Từng giờ một cơn gió kia sẽ đi đến, giờ chắc